Khéo khéo khéo. Chọc cái gì? Chết mẹ mày. Bắt được không? Bắt được không? Chạy. Chạy nha. Đè đấy. Mất công. Tiếc vậy, cái mẹ ăn. Thật lắm. Đúng rồi đen. Để tao, cầm máy quay, Nhanh, 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 bỏ mẹ mất. Chết mẹ ơi. Chúng không bắt được không? Đâu, được không? Không đúng không? Nhanh vậy. Mít, tấn công lên đây. Đèn. Tiếc quá. Này cái đéo gì. Bây giờ bố cho săn là vồ hơn nhỉ. Đó là con đứa cái nuôi. Anh ơi, xin bảo trở lại với channel của cáo nha. Anh em ạ, phía sau mình là cáo đấy. Anh em đã yêu ký nói nhớ subscribe kênh YouTube để ủng hộ cho cáo đấy nhá. Hôm nay là mình đi xuống dưới vườn. Nhưng mà mình vẫn không săn bắt được bất cứ cái gì. Tại vì thời tiết nóng quá anh em ạ. Bây giờ nhiệt độ đang gần 40 độ anh em nhá. Rất là mệt luôn. Thì ngày hôm nay mình khá là bận nhưng mình vẫn dành thời gian để mình quay một cái vlog để cho anh em xem là ngày hôm nay mình làm gì. Ngày hôm nay là mình đi thu hoạch chuối cùng với bố mình. Bố mẹ mình thu hoạch 1 tấn chuối anh em ạ. Nhà mình nhiều chuối lắm. Trồng cả cây đu đủ này. Anh em nào thích đu đủ cây nào xuống mình cho ít lá nhé. Về mà làm gì thì làm. Nhà mình trồng hẳn 2 luống đu đủ luôn. Rất nhiều đu đủ. Đây vườn thì mình rất nhiều mít và vải nữa. Ăn vải anh đi. Của anh ăn đấy ăn đấy cơ. Ừ, tí thì mời anh em ăn vải nhá. Tí ngốn cây ăn vải sướng tí ra góc kia mới nhiều vải. Nhà mình là nhiều đu đủ lắm. Đi cầm cái túi đi, cầm dao nữa. Nhá. Làm vứt thôi. Rồi vứt đấy. Hôm nay xuống đây mẹ định bắt mấy con thằn lằn vào lưới ăn. Nhưng mà thêm méo là thằn lằn nó khôn quá. Chắc nó nhìn thấy mình nó sợ anh em ạ, nên nó chạy mẹ hết. Đây là vải này. Anh em biết vải chưa? Nó xanh nhá. Ra chọn gọi là chín đi ăn. Vải bây giờ rất là đắt anh em ạ, khoảng tầm 4-5-60 nghìn một kg. Đấy. Đấy là vải vải gì nhỉ? Vải lai. Vải lai thì là như vậy. Còn vải thiều thì năm nay mình nghĩ là sẽ đắt hơn gấp đôi năm ngoái. Vải thiều nhưng mà tóm lại là lao có gì mình sẽ chia sẻ cho anh em biết hoa quả ở chỗ mình là như nào. Anh em nhá. Rất nhiều đồ ăn luôn. Đây, chuối này. Nhiều lắm nhưng mà năm nay nó rẻ. Cứ đến cái mùa hè thì là tất cả mọi thứ đều rẻ hết. Còn ở trong Lam thì tất cả mọi thứ thì chắc là từ vải riếc thì nó vào nó diễn đắt thôi. Nhưng mà tóm lại ở mình nó rẻ lắm. Đây, ăn luôn quả vải đầu mùa cho anh em xem nhé. Đây này, đây chính là chùm vải đầu mùa. Anh em nhìn ngon chưa? Hấp dẫn chưa? Ăn nhá. À, mình hôm nay cũng được ít vải này. Mời anh em ăn vải nhá. Vải ở quê mình ngon lắm. Vải không đúc sâu. Không có. Vải hôm nay khá đắt thì thôi cứ ăn cho anh em xem nhỉ. Ngon lắm anh em ạ. Đây vải lai. Là con trước vải thiều cách mấy tháng ấy, ăn rất là tuyệt. Nhưng mà ăn nhiều thì nó ngán, nó ngọt quá mà. Đúng không? Mình nhà mình nhiều vải quá, tóm lại nhà mình nhiều gì ăn thì ăn nó không ngon. Mình ăn trộm vải vẫn ngon hơn. Ngon phết anh em ạ. Ăn rồi nó hơi chua chua đấy. Nên cảm giác rất là ngon. Thế để tủ lạnh ăn ngon nữa. Giờ tiếc mấy con thằn lằn quá. Phải đập hụt nhỉ. Bỏ lưỡi thì ngon luôn. Lưỡi thì tối đỡ ăn cơm. Đấy. Bắt hụt 3 con, 2 con đang phối nhau thế là hụt. Mẹ mất, tiếc 2 con ấy thật. Đấy. Ở đây mình cũng muốn khoe cho anh em biết vì sao mình có số tiền này. Đây thực ra đây không phải tiền của mình anh em nhá. Mà đây là tiền của bố mẹ mình. Chỗ này là 1 tấn chuối mới được 8 triệu. Đây là vải, cầm chụp chơi với anh em thôi. Đấy, tiền của mẹ mình cầm cho mình cầm cho anh em biết là đi làm nó vất vả lắm chứ không phải lấy đâu. Cây chuối 1 năm nó mới ra có 1 buồng mà bán như thế là hết cả vườn chuối luôn. 7 sào chuối được 8 triệu. 7 sào nhiều lắm anh em ạ. Tức là rất là vất vả. Nhưng mà không sao. Tóm lại là cũng có ít đất cũng trồng được nhiều đồ ăn thế này.
Vãi đây, trơn cả chùm anh em ạ, ăn rất là ngon. Chua chua ngọt ngon lắm anh em ạ. Phê lắm. Ê bà ơi, nhiều vãi chưa? Chua bắt điện. Nhiều vãi nhỉ? Đi sâu cho anh em xem vườn này mình. Vườn này mình là trồng đủ tất cả mọi thứ luôn. Nhá. Ăn vãi đi. Có sao đâu quá. Đây, đi đây. Mua vãi lắm. Chia sẻ luôn anh em đây là đu đủ nhỉ mình. Anh em nào thích ấy thì cứ xuống mình. Mình sẽ cấu ra đu đủ để cho anh em. Nhà mình được cái là trồng đu đủ là pháp luật không cấm anh em ạ. Nhưng mà lá thì nhà mình không sử dụng, nhà mình sử dụng quả thôi. Còn anh em nào thích lá đu đủ ấy, cứ đến nhà mình sẽ tặng lá đu đủ cho anh em, nhiều lắm. Mình cắt luôn để phơi cho anh em nhá. Nhá. Cho cả vườn lá luôn. Chơi luôn. Thôi, bố mẹ mắng đấy. Tí về đâu bố. Bố mẹ đi phá vườn đi. Quao nó phá mẹ. Quao nó phá vườn mẹ. Chó đâu. Chó đấy. Đâu? Bọn nó không hái chắc là bọn nó không. Đây vải đây. Vải mình năm nay bao tiền cân mẹ? Không bé. Ngon không? Bé mấy cây kia nhiều vải lắm. Nhưng vải năm nay mất mùi. Ăn quả chua tí mẹ vặt mang bán. Ngọt, vải ngọt với chua. Thế vặt hết mang bán. Vặt với chín thôi, vặt xanh đấy bạn. Đây. Đây chở chuối còn chưa hết anh em ạ. Một tấn chuối cơ. Nhiều chuối lắm. Giờ về cho anh em xem chuối nhá. Này xuống đây. Nhưng mà nóng quá đi. Tí vần tím rồi uống này. Hả? Được cái nóng quá. Xuống rãnh bơi đi. Thôi, nóng quá đi đó. Nóng mà mày mặc áo khoác á. Ừ. Mày giá. Thế phong cách của tao. À, phong cách hiệu cao. Đúng không? Nóng vã mồ hôi vẫn mặc áo khoác. Nó mới chết anh em ơi. Một tấn chuối là nó sẽ ra sao? Có 8.000 một cân thôi. Tiền cầm chưa? Mày cầm. À, quỵt. Tí ăn quỵt của mẹ ấy. 8 triệu anh em ạ, 8 triệu một tấn chuối. Một số tiền không hề nhỏ đâu. Nhưng mà đối với một tấn thì một tấn chuối này là nhỏ đâu. Ừ. Về xem. Phụ giúp từ sáng rồi. Nhà một năm mới được có 8 triệu tiền chuối này. Sợ thật. Không chăng mày. Ừ, nó đang đâu. Về đi. Đi xe xem. Mình được cái rộng lắm, quay toàn cảnh vườn cho anh em xem. Một cốc. Một cốc. Gắt rồi. Đặt cơm, quay lại nhá. Ừ. Nhìn này, anh em nhìn này. Nữa đi, nữa đi, nữa đi. Về. Mà được. Đó. Đó. Này. Xoài đâu? Ăn đi vào đây. Hả? Ăn. Đi vào trong cân kia. Ở đây không? Về. Đói, đói, đói. Đây vào chơi. Hả? Đi vào đây chơi. Đây ăn lấy này. Cảm ơn nhá. Mấy đứa vào đây vào nhanh em. Nhá. Đi vào đây. Tung. Thế mang xài chua chứ không mang một canh nữa. Không một canh. Mang bó cho thân ăn đi để bó thân bó. Ăn này ngồi đây ăn này. Xoài nhà thôi. Xoài thôi. Đây bằng chỗ. Nghi lắm ạ, tao nghi lắm. Nghi lắm đúng không? Nghi lắm. Ăn ấy thì vải nhanh ấy, không có thuốc gì đâu. Ăn đi nhé. Ăn đi, mấy đứa ngồi ăn đi. Mấy quạt không? Nóng không? Nóng. Tí nữa. Đây rồi. Đây, ăn đi nhá. Thế thì mấy đi đây. Thôi, từ mấy anh em cầm xoài xuống thì mình cũng không có gì ấy. Đưa chùm vải ra vặt ở đây kìa. Ừ, may có vặt được chùm vải. Đây. Tin nữa. Đây là chuối này. Sáng nay là mình đi chở chuối đấy. Một tấn chuối nhiều lắm. Này, quay cho anh xem một chuối khổng lồ. Một tấn chuối anh em nhá. Mà thế à? Hả? Đây này, cần bé đây chứ. Đây.
sợ chưa? Này, toàn chuối, chuối. Tôi lấy chuối ở đây 1 tấn. Nhiều lắm, con này nữa này. Tôi không bỏ nữa nhưng mà tóm lại đây là chuối anh em nhé. Hôm nay đi chở chuối mệt phết anh em ạ. Mệt rồi. Đi đây, phải đông này. Đông này ngại không quay video được. Đi vào chơi. Đông nhỉ? Ngại không quay được video đi. Ăn đi, ăn bánh đi. Nha. Lắng không? Tắm nước không? Ra bẻ uống nước. Mấy đứa ở đâu? Ăn nước. À. Đổ xe. Ăn đông vậy. Nếu các bạn cảm video là hay, hãy nhớ là bấm cái kênh để ủng hộ cho Hậu Cáo nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Hậu Cáo. Chào tất cả các bạn, bye bye.